Dạ con xin mến chào tất cả cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ấy. Hôm nay tiếp tục ghé lại vườn của em Đà Nẵng, bonsai Đà Nẵng tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cô chú. Hôm nay thì em cũng giới thiệu đến cô chú một số cây cũng khá là đa dạng các loại luôn. Đó, hôm nay có mai nữa nè, một số cây cóc bonsai ha, vài cây trang, có bẻ sữa tàn, rồi linh sam, thì sam hương, lộc vừng. Dạ rồi. À, chào Nắng ha. À, em chào anh Khánh, chào khán giả trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Thì hôm nay em có về một số cây muốn gửi giới thiệu tất cả anh chị em cô chú mình cũng giao lưu ha. Đó là sâm gạo, một cây khủng này, với cóc, Rồi. và cũng nhiều loại nha anh chị em cô chú mình. Rồi chi phí luôn em à. rồi số điện thoại của em là 0933656943, cũng là số kết bạn Zalo anh chị em cô chú mình. Rồi. Đầu tiên là mã số 1. Dạ, mã số 1 đó là cây sâm gạo siêu bông ha. Bông này thì nó thơm nhẹ anh chị em cô chú, cây nó đang già và bắn bông ha. Rồi, này chơi theo tay cụm đó em ha. Dạ, tay cành. Tay cành. Đây, chi là to anh chị em cô chú ơi. Rồi. Rồi, xin đo hoành này ha. Hoành đây vị trí là 18 ạ. Sâm gạo thì nó cũng lâu lớn ha. Dạ, lâu. Tổng cái cục này là 54 anh chị em cô chú. Dạ, cây một cốt ha chú, một cốt sạch sẽ. Chiều cao là 60 thằng ngang này là 88. Rồi. À, cây đầu lai, cây số 1 này em xin giao lưu tất cả anh chị của chú mình là 1,1 triệu ha, bao gồm phí vận chuyển. 1,1 triệu em hả? Dạ. Này về chậm chậm thôi, em về vừa thôi. Mình bắt từng mâm từng chi lại heo chú, rõ ràng là ha. Này nó cũng có sẵn hết trơn rồi nè. 1,1 triệu em ha. Dạ, chiều Bao mốt rồi, ship toàn quốc luôn. Phải ship toàn quốc. Dạ, rồi, cây khá rộng tàn heo chú. Xuống ạ. Rồi, tiếp tục mã số 2 là cây gì đây? 2, 3 là Cốc. cốc ha. Dạ. Này cốc Thái chịu chú. Quanh ta được đây là 11 ạ. Dạ. Chiều cao là 34. Cốc Thái bonsai. Dạ, cốc Thái không sai. Được uống thân từ nhỏ. Rồi. Và cây mã số 2 em xin giao lưu là 350 bao gồm phí vận chuyển ạ. 350. Rồi khi đó. Đi làm đi nguyên cái chậu này luôn à, đi như vậy luôn ha. Luôn cái chậu nhựa luôn ha. Dạ, đi luôn chậu nhựa. Dạ. Dạ. Mã số 3 là cây thóc. Cây thóc nữa anh chị em chú. Mấy này nó ra tược chuẩn bị cho bông luôn chú ha. Mấy cái Cái này này là dễ. nè, ra bông là đi trái luôn anh. Nó ra trái luôn. Rồi quanh 11. Đây là 32 ạ. Dạ. Rồi cây số 3 này cũng xin giao lưu là 350 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Rồi đổi luôn Nắng ơi. Tiếp tục luôn. Cây số 4. Số 4 là có một cây sam gạo nữa ha. Dạ, sam gạo. Sam gạo dáng này cũng độc ha, dáng nó nằm của chú, dạ, nằm cây này trong đi tay cành đầy đủ, mâm đều hết à. đó. Đặc biệt sam gạo này khó đi chi cành lắm, hay bỏ cành đó. Nhưng mà đi được gì cũng khá là lâu anh. Rồi quanh ấy 11 ạ. Mình ta chiều cao. Chiều cao là 40 ạ. Tán ngang là 45. Rồi Dạ. mã số 4 này em xin giao lưu đó là 450 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Khi đi em đóng luôn cái chậu này luôn ha. Luôn cái chậu luôn ha. Dạ, đi hoàn thiện như cho tất cả anh chị của chú mình luôn. 450. 450 thôi chú ơi. Này Dạ. tiền ship cũng khá cao ha, cây dáng nằm vậy nè. Có con cành hồi. Đó. Mình có thể gịch gịch xuống nhẹ cũng được, hoặc cho ngóc ngóc cũng được. Dạ. Rồi, đổi luôn ha. Dạ. Cái số 5, cây phôi sâm gạo anh chị cô chú. Số 5. Đó, thôi. Đầu vị trí này là 23. Tổng cái cục này 33. Chiều cao là 27. Cái phôi sâm gạo này em xin giao lưu là 250 á, bao gồm phí vận chuyển. Khi đi em cúc chậu quá bầu ha. Nó là phôi nên gút chậu quá bầu. 250, cây cũng khá già. Cây có đường cong. Rồi. Tiếp tục. Rồi. Đây, cây sam gạo nữa. Cây phôi sam gạo nữa anh chị cô chú. Cây số 6. Vành tao vị trí này là 16 à. Cục thịt nạc này là 32. Chiều cao cây nó là 33. Rồi. Số 6 này cũng xin giao lưu là 250 luôn ạ, bao gồm phí vận chuyển ha. 250 thôi chú ơi. Dạ. Cái cũ ở dưới còn to. Cái số 7 là cây sâm gạo, cây này đang già, cây chuẩn bị cho bông anh. Cây bị bông hết rồi. Số 7.
tổng cục này là 25, chiều cao là 40, 8.040. Dòng này dường như là lá nhỏ nhất luôn rồi em ha. Dạ. Nhỏ nhất trong các loại linh sam luôn rồi, ha. Dòng này nhỏ, lá nhỏ nhất trong các loại sam. Rồi số 7 này xin nhận luôn là 300 mà bao gồm phí vận chuyển. 300 rồi hay chú. Số 8 em lên một phôi sam lớn anh chị của chú mà. Sam gạo mà phôi là phôi lớn ha. 4 năm. Rồi quanh chỗ này em đo là 33. Cây cắt cụm chi cành. Rồi chi cành là 40. Rồi, số 8 cây sam lớn này em xin Zalo là 450 bao gồm phí vận chuyển. Dạ. Hai tay mà. Rồi 450. Rồi. Rồi tiếp tục luôn. Còn mấy cái phôi mai chiến thủy anh. Này em bán xài cho hết ha. Giá rẻ. Thanh lý luôn ha. Dạ thanh lý. Giá thanh lý cho tất cả anh chị của chú mình thôi. Rồi vị trí đây là 28 rồi. Tổng cái cục này là 52. Chiều cao là 17. Rồi. Cái này em xin Zalo là 300k bao gồm phí vận chuyển ha. 300 thôi của chú ơi. Thanh lý có 4 cây. Dạ. Dạ. Số 10. Số 10. Một cây dán trực pin luôn. Trực này mình chơi trực pin nữa. Rồi hoành 26 ạ. Dòng này là Anu rồi công da đen lá lớn. Rồi dạ. 62. Chiều cao là 15 ạ. Rồi cũng xin Zalo là 300k luôn bao gồm phí vận chuyển ạ. 300 thôi đó chú. Dạ. Chặt đế ha. Gập đế tròn tròn cái nuôi lại. Này cái này đế nôm cao lắm. Đây là 20 ạ. Tổng cái cục này là 50. Chiều cao là 15 ạ. Rồi 11 này cũng xin Zalo là 300 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Rồi. 12. 12 là cây. Cái này làm việc cụm gừng anh chị có chứ. Cái này khá to ha. Cái to cụm gừng. Lên rất là mạnh luôn. Vành ra được 41 ạ. Tổng cái bệ này là 90. Chiều cao cây này là 22. Cây này về lượt sơ để làm cụm gừng cũng đẹp. Rồi cây số 12 này em xin Zalo là 400 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. 400 em ha. Dạ. Dạ, cây thì khỏe heo chú. Rồi tiếp tục luôn. Lên 13 đó, lên cây sâm núi trái ha. Sâm trái. Dạ. Nhẹ nhàng nước dây. Nhẹ nước dây rồi, mình đo được đây là 19 ạ. Tổng cái cục này là 38. Chiều đứng là 15. Dạ. Xin Zalo là 250 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. 250 em ha. Dạ. Cây này tán đầu sẵn hết lên. Rồi, chờ chi mình nuôi cho đúng ha. Dạ. Đây, một cây nhỏ nhỏ luôn. Dạ, yeah. Xinh xinh. Rồi 14. Và anh ơi, chỗ này là 14 ạ. Chiều cao của em nó là 25. Tán ngang là 20. Rồi cây này 14 này cũng 250 luôn, bao gồm phí vận chuyển ạ. Cây này chuẩn bị đi được nút dây 2 à. Đi dây 1 với siết dây hết rồi. Tiếp tục luôn. Tục là 15 là một cái trang ha. Vô nhẹ nước dây cho tất cả anh chị của chú ha. Trang đỏ ha. Dạ, trang đỏ, nó nhỏ mà nữa. Rồi quanh em đo được 13. Cái cũ này là 27. Chiều cao là 15 á. Tán ngang 25. Rồi 15 em xin Zalo là 200 à, bao gồm phí vận chuyển. Vô nhẹ nước dây ha. 200 thôi ha. Dạ. Rồi tiếp tục đổi luôn. 16 cũng là một cây trang đỏ là nhỏ à. Đỏ là nhỏ. Quanh đo được 15 à. Chiều cao 20. Tán ngang 23. Rồi cũng xin Zalo là 200 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Rồi tiếp tục luôn. 16 đem lên mai ha. Mai này là mai ghép anh chị em cô chú mình. Mai ghép ha. Cây này thì lặt lá xong là chuẩn bị đi bông rồi anh chị em cô chú ơi. Rồi. Dòng này thì dòng siêu bông ha anh chị em cô chú. Có bạch mai nữa mà em không biết nó có cái dính được bạch mai. Mà. Thôi cái này khỏi đi anh ơi. Mà ngón tay cái anh đi. Chiều cao là 22. Tán ngang 20. Rồi em xin Zalo là 200 ha, bao gồm phí vận chuyển khi đem đi luôn chậu này luôn ha. Ghép cái không gì? Ghép nhiều loại như là siêu bông cũng có, tại chung một lô á, em không có lựa được, có bạch mai cũng có, siêu bông cũng có mà 150 cánh cũng có. Rồi. Rồi. Rồi 200 ha, bao gồm phí vận chuyển khi đem đi luôn chậu ha anh chị em cô chú. Em có 3 cây. Cây này cũng vậy luôn dạ, hả? Dạ,
cái này ôi quên chiều cao cái thân cao bằng ngón út mình không dạ bạn này cao 20 tới ngay 20 ngón cái này ngón tay út quá rồi 18 này cũng 200 hả bao với anh chị vậy anh chị cô chú mình lật lá lại ra bông rồi ha cây nó đang ôm nụ bông rồi dòng siêu bông mà chơi quanh năm không nhất thiết phải tết luôn anh rồi cây này 19 nè cây này hiểu nè em lật cái nó lên nụ rồi tại vì lá nó già hết chiều cao 20 tháng 25 à cũng 200 luôn bao gồm phí vận chuyển thì đi làm đi nguyên chậu vậy luôn ha vậy anh chị em cô chú mình chỉ tước nước và để nó lên bông thôi rồi 20 đó em xin lên đó là phôi lọc vừng anh chị em cô chú anh dạ một số phôi lọc vừng em ha dạ lọc vừng quái lọc vừng quái cây được nuôi trên trồng trên chậu từ nhỏ rồi hoành đây 25 à nên củ đế nó khá là đẹp à rồi củ nó là 45 chiều cao là 30 mình có thể cắt lại theo ý mình nha cô chú ha dạ. Như cây này em chừa nhiều anh gì anh chị em cô chú mình tự cắt ha không chơi cành quái thì chơi dáng trực bay nè chú ha lấy đỉnh ngọn nè cành bay nè cành hồi nè nói chung là chơi cắt lung lực lại cây này cũng đẹp lắm á cái này dầm kỹ là lung lực đẹp ha rồi rồi cây này em xin giao lưu là 400 ha bao gồm phí vận chuyển củ thì sạch sẽ ha cây này làm cây bonsai tại vì cây này cái mấy gì? Cái cây có hoa sổ xuống á mình chơi cành bay này mới múc hoa nó hoa hoa lục vừng lại sổ xuống này. Rồi đổ luôn tím, ha đẹp dạ 21 cây này cũng khá là quái nữa bên cây cũ luôn bự hoành đo được là 30 tổng cây cũ là 47 chiều cao là 27 rồi cây này em xin giao lưu cũng là 400 bao gồm phí vận chuyển ạ 400 thôi hả? Dạ. Dạ. Cây thì sạch sẽ nha cô chú. Dạ. Nuôi cũ không cũng khá lâu mới được mấy cái cũ này. Cũng khá bự này. Rồi. 400 rồi. Thôi. Đây, một cây cũng quái luôn, đơn giản đúng luôn. Rồi. Mấy cây này đánh cành gớt văn nhân gì đó ha. Rồi, cho nó khác chút xíu. Rồi hoành 26 à. Cũ là 34. Rồi, cây này sạch sẽ. Rồi. Chiều cao là 45 à. 45. Cây này những cái bông tủa xuống mình đánh thành phóng cũng đẹp. Rồi 22 em xin giao lưu là 350k bao gồm phí vận chuyển ạ. À. 350 thôi ha. Dạ. Rồi, tiếp luôn. 23. 23. Rồi, củ cũng quái luôn. Và em đo được là 23 luôn. Củ của nó là 45. Chiều đứng là 41. Rồi 23 này em cũng xin giao lưu đó là 350k bao gồm phí vận chuyển ạ. À. Rồi. À, 24 em xin là sâm hương quái anh chị có chưa? Sâm hương quái. Vành đã được là 23, tổng cái cũ là 52. Chiều đứng là 21. Rồi cái 24 em xin giao lưu 250 bao gồm phí vận chuyển. Sâm hương quái anh chị của chúng mình. Rồi, tiếp tục luôn. 5. Vành đo được là 19. Tổng nồi đế của nó là 52. Chiều bay của nó là 20. Rồi, cũng xin giao lưu là 250 bao gồm phí vận chuyển 25. Rồi. 26 cũng là cái sâm hương anh chị chứ. 26. Cũng là sâm hương luôn. Vành đo được là 24 ạ. Củ đặc của nó là 32. Chiều bay ô chiều đứng của nó là 28 ạ. Rồi 26 này cũng xin giao lưu là 250 ạ, bao gồm phí vận chuyển. Cây khá là quái, có cạnh hơn. Dạ. Nó cũng gà tượng mạnh em ha. Dạ. 27 đó em xin lên me. Me. Me quái. Me nữa. Gà tượng quá trời luôn, xung xê. Nó vị trí này là 15 ạ. Chiều bay của nó là 25. Củ thì bự hơn chị một chút. Rồi cái này em xin giao lưu là 250 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. 27 ạ. 27. Rồi, tiếp tục luôn. 28. 28. Mình đo được 17 ạ. Tổng cái cục này là 39. Chiều cao của nó là 45. Rồi 28 này cũng xin giao lưu là 250 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Dạ. Rồi. 29. Này giá rất là mềm luôn hả cô chú? Dạ.
số cây còn ra được là 19 à. Cũng là đặt gì một chút 37 à. Thì mà đứng của nó là 30. Rồi 29 này cũng xin giao lưu là 250 bao gồm phí vận chuyển ạ. 250 thôi hả? Dạ. Dạ. Anh em lên cặp gì một chút. Cây nhỏ nhỏ thì mình bán cặp ha. Dạ, cặp. Một cây chất đơn giản như cây bay gì một chút. Mình ra được là 14 ạ. Mình cây này thì 14 luôn. Rồi cặp này em xin giao lưu là 300 ạ, bao gồm phí vận chuyển. Dạ, 300 thôi. Rồi đổi luôn em ơi. Mẹ, chơi dán bài cũng được, dán đổ nha. Bài cũng được, đổ cũng được. Quái gì cũng được rồi. Tổng này là 14 hoành. Cái này có 14 hoành ha. Rồi 31 này cũng xin giao lưu là 300 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Rồi, đổ luôn ha. Rồi. 32 đó em xin lên Linh Sam anh chị cô chú ơi, Sam siêu bông ha. hai thân siêu bông anh chị của chú ơi. Đầu vị trí này là 28, cục này là nồi đế này là 51 ạ, chiều đổ ra là 26. Rồi 32 này xin giao lưu là 200k bao gồm phí vận chuyển ạ. Hai thân cũng khá quá heo chú, xong liền song song nha đó. À. Đó rồi chồng thì mình có thể lật cây này bao sống khỏe anh chị của chú mình ha, chiều nào mình thấy thích hợp. Quanh cho vị trí này là 31 ạ. Tổng cái cục này là 54. Này Sam siêu bông anh chị của chú. Rồi, bay ra là 29 ạ. Hai thằng đuổi ha. Rồi, 33 này cũng xin giao lưu là 200 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Rồi. 34. 34. Đầu vị trí này là 27 ạ. Đổ là 28. Rồi 34 này em xin giao lưu là 200 luôn ạ, bao gồm phí vận chuyển. Rồi, đổi luôn. 35. Cũng là hai thân anh chị của chúng mình. Cây em thường vô bầu sống khỏe cho mình luôn ha. Rồi cục này là 35 ạ. Bài khai là 34 ha. Rồi 35 này cũng xin giao lưu là 200 luôn ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. Hay lên tược tua tủa luôn. Rồi tiếp tục luôn. 36. 36. Cái dán đổ. Dịnh luôn cho. Dán bài cũng được, đổ cũng được nữa. Rồi, hoành 24 ạ. Củ này là 46. Chiều bài ra là 32 ạ. Rồi. 36 này cũng xin giao lưu là 200 ạ, bao gồm phí vận chuyển ạ. 200. Dạ. Hôm nay cũng có giảm giá nhiều cho mình luôn ha. 37 em lên cặp. 37 cặp. Cái này chơi cái bộ cũ đế không cũng đẹp đâu. Hoành 26 ạ. À. Là một cây đại diện anh ơi. 42 ạ. À. Rồi. Rồi 37 này cũng xin giao lưu là 300k, bao gồm phí vận chuyển ạ. À. Hai cây. 300, hai cây luôn. Dạ. Dạ. Cắt lùng lực lại chơi cũng đẹp lắm. Mấy cái cũ này to. 38. 38. Cũng là hai cây ha. Quá trời, cái đế tới dưới luôn. Đầu vị trí này là 28 ạ. Tổng cái này là 50. Chiều đổ của nó là 24 ạ. Đẹp. Rồi. 38 này cũng xin giao lưu là 300k bao gồm phí vận chuyển ạ. 300k. Dạ. Hai cây. Cái đế nó sát ở dưới cái bầu chặt bớt rồi đó. Nụi với này. Chính cũng là hai cây. Hai cây luôn. Đầu vị trí này là 24 ạ. Đây là 48. Xuống đó là 28. Rồi 39 này cũng hai cây luôn, là cũng là 300 luôn, bao gồm phí vận chuyển ạ. Dạ. Rồi, đổi luôn ha. Dạ. 40 cũng 40. Là hai cây luôn. Này có 5 cặp. Hai cây luôn. Rồi, cho nó chịu lại luôn. Chịu ra đừng ngã. Đây là 26 ạ. À. Cục này là 42. Chiều đổ là 34. Đây. Rồi hai cây này cũng 300 luôn, bao gồm phí vận chuyển ạ. À. 40. Rồi. 41. 41. Cũng là cặp cuối của clip luôn anh này. Cuối luôn hả? Dạ. Nhiêu đây thôi em hả? Nhiêu đây thôi. Dạ.
Một số cây giá mềm cực kỳ luôn á chú, thanh lý ha, mấy cây này sổ cũ. Rồi vị trí này là 27 à. Dạ. Chiều độ của nó là 31. Hai cây. Xíu. Quá trời cây cũ đấy. Chặt dễ không bằng cái nó xíu quá xíu lại. Rồi 41 này cũng là xin Zalo là 300 à, ba còn phí vận chuyển. 300 thôi. Rồi cho anh mượn cái này. Về mình trồng cái mình mới chặt lại chứ. Cái này thì nhà vườn không có thời gian đâu mà mình làm cho bò dạ. Bằng phẳng ha. Dạ. Mình chỉ lấy vậy thôi. Ở trong này nó để kể nó không à. Đó, cái cây này. Quá trời. Rồi, cũng cảm ơn tất cả anh chị em cô chú mình đã ủng hộ em clip rồi và xem hết clip ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em cô chú ạ. Rồi, hẹn gặp lại clip tiếp theo ha. Dạ. Dạ, con cũng cảm ơn ha, rất nhiều ha cô chú. À, con xin chào.